JBL đã đẹp lại còn nguyên cả một cái bộ áo chụp của đi nguyên theo model của loa luôn anh em nhé. Đây, đây là cái bộ áo bãi đi thèm nguyên luôn. Cái áo này là áo chuyên dành cho cái M Pro 415 này. Đấy, cho nên là anh em sẽ thấy đây, vị trí tai tiếc các thứ là đúng luôn, nguyên zin luôn. À, nguyên zin luôn nhá, áo này cũng từ Mỹ chuyển về. Mỗi tội là cái áo này hơi bẩn một tí, thì cái này về chúng ta hoàn toàn giặt có thể là ok. Và riêng cái áo này thì như em được biết là anh em có thể lên trang eBay anh em mua nhá, tức là cái trang web của Mỹ, hoặc là một số những cái trang web khác của Mỹ khác như là Revert hay là gì đó, thì cái áo này mua nó đã mất một tầm độ 75 đô. 75 đô thì đâu đó vị trí nó đã vào giờ là 1,5 triệu một bộ áo này rồi. Đấy, à, thật tuyệt vời khi mà đã có được một đôi loa đẹp rồi mà chúng ta còn có nguyên cái bộ áo này luôn. Và cái bộ áo này thông thường thì chỉ ở bên Mỹ mới có thôi. À, ở thị trường ở China thì ít khi có cái này và đa phần là sẽ bỏ. Và những cái này chỉ ở bên Mỹ là người ta sử dụng rất là cẩn thận thì người ta sẽ còn luôn cả cái áo này. Áo này là áo đi nguyên bản theo đôi JV luôn. Thì như này thì chạy thì anh em hoàn toàn yên tâm, đảm bảo sẽ là vừa thẩm mỹ và lại còn vừa là chất lượng cũng như là che được cái bụi cho cái loa của chúng ta khi mỗi khi chúng ta không dùng. Đấy.